Thi Thiên 31. Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài. Đừng bao giờ để con bị hổ thẹn. Xin lấy sự công chính của Ngài mà giải cứu con. Xin Chúa nghiêng tai nghe con, mau đến giải cứu con. Xin làm vần đá ẩn náu cho con, một đồn lũy vững chắc để cứu con. Vì Chúa thật là vần đá và đồn lũy con, vì danh Ngài xin dẫn dắt con. Xin Chúa gỡ con ra khỏi lưới mà chúng đã giăng. Vì Ngài là nơi nương náu của con phó thác tâm linh con vào tay Chúa. Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc con ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng con tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Con sẽ vui mừng và hoan hỷ trong sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đối thương cảnh hoạn nạn của con và biết nỗi sầu khổ của linh hồn con. Chúa không nạp con vào tay kẻ thù, nhưng đặt chân con nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót con vì con đang gặp gian truân, mắt con mỏi mòn vì buồn rầu, linh hồn và thân thể con cũng vậy. Sự sống con tiêu hao vì ưu phiền, năm tháng con sút giảm do than thở. Vì tội lỗi mà sức lực con hao mòn và xương cốt con rã rời. Với kẻ thù con trở thành điều ô nhục, với người lân cận con là kẻ đáng khinh, với những người quen biết con là vật đáng sợ, ai thấy con ngoài đường cũng phải tránh xa. Con bị chúng lãng quên trong lòng như kẻ đã chết, con giống như cái bình bể nát. Con bị nhiều kẻ vu khống, nỗi kinh hãi vây quanh, chúng âm mưu hại con, toan cắt mạng sống của con. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, con tin cậy nơi Ngài. Con nói, Ngài là Đức Chúa Trời của con. Sinh mệnh con ở trong tay Chúa, xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù và kẻ bắt bớ con. Xin mặt Chúa chiếu sáng trên đầy tớ Chúa, lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt con. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện con không bị hổ thẹn vì con cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện môi dối trá phải câm đi, vì chúng lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công chính. Sự nhân từ của Chúa thật lớn thay, Chúa dành sự nhân từ cho người kính sợ Ngài và ban cho những ai nương náu mình nơi Ngài trước mặt mọi người. Chúa giấu họ nơi kín đáo trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che chở họ trong liều trại, cách xa miệng lưỡi tranh cạnh. Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã tỏ lòng nhân từ lạ lùng với con khi con bị bao vây trong thành. Trong cơn bối rối con nói rằng con bị diệt mất trước mắt Chúa, nhưng khi con kêu cầu với Chúa, Ngài nghe tiếng nài xin của con. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ người trung tín, nhưng báo trả nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi những người trong đời Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 3. Vì không thể chờ đợi lâu hơn được nên chúng tôi sẵn lòng ở lại một mình tại Athens. Và gửi Timôthê, anh em chúng tôi, người phục vụ Đức Chúa Trời trong việc rao giảng tin lành của Đấng Christ, đến cùng anh em để xây dựng và khích lệ anh em trong đức tin, để không một người nào trong anh em bị nao núng trước những hoạn nạn này, vì chính anh em đã biết ấy là điều đã định trước cho chúng ta. Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước rằng chúng ta sẽ phải chịu gian khổ, và như anh em biết, điều đó đã xảy đến rồi. Vì vậy, không thể đợi lâu hơn được, tôi đã gửi Timôthê đi để biết đức tin của anh em như thế nào. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao của chúng tôi trở thành vô ích. Nhưng nay Timôthê vừa từ chỗ anh em trở về, đã thuật cho chúng tôi tin tức tốt đẹp về đức tin và tình yêu thương của anh em. Anh ấy cũng nói rằng anh em luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Thưa anh em, như vậy trong mọi sự gian khổ và hoạn nạn,
chúng tôi đã được an ủi qua đức tin của anh em. Vì hiện nay chúng tôi sống là nhờ anh em đứng vững trong Chúa. Làm sao chúng tôi có đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, về tất cả niềm vui mà qua anh em chúng tôi có được trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta. Đêm ngày chúng tôi khẩn thiết cầu xin Ngài cho phép chúng tôi được gặp mặt anh em và bổ sung những gì còn khiếm khuyết trong đức tin anh em. Cầu xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta dẫn đường chúng tôi đến với anh em. Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người như chúng tôi đối với anh em. Nhờ đó, Ngài làm cho tâm hồn anh em được vững mạnh, thánh khiết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta quang lâm cùng với tất cả thánh đồ của Ngài. Ê-sai đoạn 15. Lời tiên tri về Mô-áp. Trong một đêm, A-mô-áp bị tàn phá và tiêu diệt. Trong một đêm, Kiệt Mô-áp cũng bị tàn phá và tiêu diệt. Dân Đi-bôn lên miếu thờ trên các nơi cao mà khóc lóc. Mô-áp khóc than về Nê-bô và Mê-đê-ba. Tất cả đều bị hói đầu và phải bị cắt râu. Ngoài đường phố, họ mặc áo sâu. Trên mái nhà và trong các quảng trường, mọi người đều khóc than, hạ mình và khóc lóc. Hét-bôn và Ê-lê-a-lê kêu la, tiếng kêu của họ nghe thấu đến Gia-hát. Vì vậy, linh chiến của Mô-áp kêu rất thanh, tâm hồn họ run rẩy. Lòng tôi kêu la vì Mô-áp, kẻ trốn chạy của nó phải trốn đến Soa và Ê-lát-xê-li-xê-a. Vì tại đèo Lu-hít, họ vừa trèo vừa khóc. Trên con đường Horonaim, họ cất tiếng kêu than về sự hủy diệt. Các dòng nước ở Nimrim đã cạn kiệt, cỏ đã khô héo, cỏ non chẳng có, không còn một cây xanh nào. Vì vậy, tài sản thu được và báu vật tích lũy, họ đều mang sang khe cây liễu. Tiếng kêu khóc vang ra khắp lãnh thổ Mô-áp, tiếng than vang thấu đến Ê-la-im và thấu đến Bê-e-li-im. Các dòng nước ở Đi-môn đầy máu, nhưng ta còn giáng thêm tai họa trên Đi-môn. Sai sư tử đuổi kịp những người Mô-áp thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ. Ê-sai đoạn 16. Hãy gửi chiên con cho người cai trị vùng đất từ Sê-la qua hoang mạc đến núi của con gái Si-ôn. Tại những chỗ cạn của sông Ạc-non, các thiếu nữ Mô-áp bị đuổi đi như đàn chim vỡ tổ. Chúng kêu cứu, xin chỉ bảo, xin quyết định. Giữa ban trưa, xin phủ bóng che chúng tôi như ban đêm. Xin che giấu những người bị đuổi và đừng tố giác những kẻ trốn tránh. Xin cho phép những kẻ bị đuổi của Mô-áp trú ngụ giữa các người. Hãy làm nơi ẩn náu cho họ khỏi kẻ hủy diệt, vì kẻ áp bức sẽ không còn, sự hủy diệt chấm dứt và kẻ dày đạp bị diệt khỏi đất. Khi ấy, ngai báo sẽ được vững lập trong sự nhân từ. Trong trại David sẽ có một nhà lãnh đạo ngồi trên ngai ấy trong sự trung tín. Người sẽ tìm kiếm công lý và nhanh chóng thực hiện sự công chính. Chúng ta đã nghe sự kiêu căng của Mô-áp. Nó thật là ngạo mạn. Nó tự cao, kiêu căng và sắc sược. Sự khoe khoang của nó là trống rỗng. Vì thế, Mô-áp sẽ khóc than. Mọi người đều than khóc vì Mô-áp. Các ngươi hãy khóc, hãy rên xiết vì bánh nho của Kiệt Hareset, vì cánh đồng Hét-bon đã khô héo và vườn nho Sip-ma cũng vậy. Những nhà cai trị các nước đã chặt các gốc nho tốt, mặt cành nó từng vươn tới Gia-e-se, lan ra hoang mạc, chòi của nó đâm ra tới bên kia biển. Vì vậy, cùng với sự khóc lóc của Gia-e-se, ta khóc cho vườn nho Sip-ma. Hỡi Hét-bon, hỡi Ê-lê-a-lê, ta sẽ tưới nước mắt trên các ngươi, vì tiếng reo hò của người đạp nho lúc hái trái mùa hạ và mùa gặt của các ngươi không còn nữa. Sự vui mừng hoan hỷ đã bị cất khỏi vườn cây ăn quả, và trong vườn nho cũng không còn tiếng reo mừng. Không còn ai đạp nho trong hầm ép rượu. Ta đã làm dứt tiếng reo vui của người đạp nho.
Bởi thế, lòng ta vì Mô-áp than vang như tiếng đàn hạt, tâm hồn ta vì kiệt Hê-ra cũng vậy. Lúc ấy, dù Mô-áp chịu mệt nhọc đi đến nơi cao, vào trong đền miễu nó để cầu nguyện cũng luống công. Đó là lời Đức Giê-hô-va đã phán về Mô-áp từ xưa. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán rằng, trong 3 năm nữa, theo cách tính của người làm thuê, vinh quang của Mô-áp cùng với đoàn dân đông đảo của nó sẽ bị khinh miệt, số còn sót lại sẽ rất ít và yếu ớt.